Xin chào các anh chị nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách mà để mình chiết nhánh ổi ruby nha. Ở sau lưng em là cái ổi ruby nè. Em sẽ chỉ cách cả nhà chiết cái nhánh ổi ruby này cho nó nhanh ra rễ nha. Đây là ổi ruby ruột đỏ, rất là ngọt luôn. Giờ mời cả nhà theo dõi cách em làm nha. Đầu tiên là mình chọn cành nha các anh chị. Mình chọn những cái cành mà nó có cái nhánh nhiều như thế này ha, nó có trắng 2 trắng 3 vậy nè, là mình chiết nó sẽ, khi mà mình cắt nhánh mình trồng xuống á, nó rất là mau phát triển. Với lại những cái nhánh mà nó đưa ra ngoài mà nó bị gọi là mình thấy nó dư không cần thiết, mình cũng cắt bỏ. Thay vì mình cắt bỏ thì mình chiết nhánh nó đi, mình làm ra một cây mới, mình có thể bán cái giống hoặc là mình có thể là trồng lại cây mới cũng được ha. Như nhánh này nó cũng có trắng 2 nè, nó cũng có 2 nhánh nè, nó sẽ rất là phát triển nhé, cũng rất là nhanh. Cái này cũng có nhiều nè ha. Cái này là em đã khoanh vỏ sẵn nè. Em khoanh vỏ sẵn như thế này ha. Khoanh khoảng tầm khoảng 2 cm thôi. Khoanh vỏ là mình để khoảng từ 2 ngày đến một tuần đổ lại ha. Là mình có thể tiến hành bó bầu rồi đó. Tại vì mình để như vậy là cho cái nhựa nó khô đi, cái nhựa này nó khô đi ha, là nó dễ ra rễ hơn nha. Còn mình bó liền là nó ít ra rễ lắm các anh chị. Và em những nhánh nào mà em chọn được đó là em đã cắt hết đây nè. Đa số là những cái nhánh này nó đều mang bông hết. Đây trái, đây ăn trái, còn một ít trái trên cây. Còn bên đây là cái ổi ruby ha. Dạ, em cũng chọn được một số nhánh này nè. Sẵn làm em mới làm luôn rồi đó. Rồi giờ mình tiến hành bó thôi nha các anh chị. Mình bó đây là không có chuyên nghiệp như của các anh chị ở vườn cây giống ha. Nên là mình có cái gì mình tận dụng bó cái ấy. Chủ yếu là bó bằng cái bùn dừa thôi. Mình vừa mình ngâm nước á. Đây là cái hỗn hợp mùng dừa em chuẩn bị sẵn rồi nè. Đây mùng dừa này là mình có ngâm nước như thế này á, nó mình cũng dắt nước bớt đi, đừng có để mà nước nhiều quá. Cái nào mà nó to quá thì mình lụm ra. Mùng dừa mà càng mới á, mình bó nó càng ấm, càng mau ra rễ nha các anh chị. Và mình chuẩn bị cho em túi ni lông trắng như thế này ha. Mình cắt đều nhau màu trắng á, để mình dễ kiểm soát coi nó ra rễ hay chưa á. Mình bó là 2/3 ở trên như thế này ha. Làm cái bầu nhỏ thôi, là dừa nó cho nó thôi chứ không cần bự đâu nha các anh chị, nó tốn cái bình dừa của mình á. Túi ni lông trắng vậy là mình rất là dễ kiểm soát cho nó ra rễ hay không á. Mùa mưa thì mình nên bó cái cho trấu nha. Còn mùa nắng mình có thể là bó bằng dừa, nó giữ ẩm tốt. Còn mùa mưa thì cái độ ẩm nó cao á, mình bó cho trấu thì nó tốt hơn. Do mình bó không có chuyên nghiệp như nhà vườn nên nó hơi lâu ha. Còn nhà vườn nó bó rất là nhanh, bó chuyên nghiệp rồi đó, nó bó rất là nhanh luôn các anh chị.
em sẽ thực hiện bó hai cái ha, đây một cái và đây một cái nữa cho cả nhà xem. Phần này nó còn nước luôn, mình dắt cho nó ra bớt nước đi. Nãy em chưa có dắt cho nó khô máy á, nên là nó còn hơi nước ha, mình giữ ẩm cho nó ẩm là được rồi, không cần phải nhiều nước đâu, có độ ẩm là được rồi. Rồi tiếp tục cái nhánh bên này nha, đây nhánh này. Đáng lẽ là những cái nhánh này em sẽ tỉa cắt bỏ đi đó, nhưng mà em thấy tiếc nên em bó lại như thế này để mình có thêm cái cây mới mình trồng nha. Vậy là xong ha các anh chị, bó nhánh ổi rất là đơn giản. Cái này là khoảng một tháng rưỡi là nó sẽ ra cái rễ, 2 tháng là mình cắt được rồi đó. Cái thời gian ổi nó ra rễ đó thì nó chậm hơn cái chanh. Chiều nay em sẽ bó hết cây ổi nữ hoàng với cây ổi ruby này luôn, là khoảng được chục nhánh đó. Em chỉ quay cái video vài nhánh cho cả nhà mình xem thôi. Đây em quay cận cảnh nè ha, sát vô cho các anh chị xem nè. Cái ổi ruby với ổi nữ hoàng á, mình cái cách mình để cái, mình bấm đọt nó khác nhau nha. Có thời gian rảnh em sẽ làm những cái clip chia sẻ cho cả nhà mình biết ha. Mình để nhiều anh chị toàn là để cái đeo không, cái chính không để, lặt bỏ cái chính để cái đeo. Cái đeo là cái mình là phải lặt bỏ, nhưng mà các anh chị làm ngược lại ha. Nên là hôm nào có thời gian mà nó ra cái nhiều chút á, em sẽ làm cái video này, như cái nó mới ra nè. Đó à, cái bên lớn này em còn, có khi còn chưa bao nữa đó. Có một số cái em bao rồi nè, nó to nè không. Có một số cái lớn nhà em chưa bao nè, mà không có thời gian á là nó dễ bị con ruồi được cái nó làm hư nè. Nè, nó bị nắng rồi bị ruồi được quả nữa. Nó ra bông ngay cái đợt trời mưa đó, nên là đậu không có nhiều nha cả nhà. Nè, mấy cái trái này ha, nó rụng hết trơn. Nó bị rầy hoặc là nó tự nó rụng luôn nữa. Rồi xin chào các anh chị nha. Hôm nay mình chỉ chia sẻ cái cách mà để chiết nhánh ổi thôi. Làm đơn giản, nhanh gọn, chiết nhánh ổi ruby ha cả nhà. Ổi ruby là trước mặt các anh chị đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.